Ôn tập kiểm tra học kỳ 1, môn sinh học chính. Nội dung ôn tập bao gồm các bài: bài 2, lai một cặp tính trạng; bài 8, nhiễm sắc thể; bài 12, cơ chế xác định giới tính; bài 15, ADN; bài 23, đột biến số lượng nhiễm sắc thể; bài 25, thường biến. Nội dung chi tiết. Trong bài 2, chúng ta nắm được khái niệm và các thí nghiệm của Mendel. Mendel giải thích kết quả thí nghiệm. Lai phân tích ý nghĩa của tương quan trội lặng. Bài 8, nhiễm sắc thể. Trong bài này, các em phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội. Cấu trúc của nhiễm sắc thể, chức năng của nhiễm sắc thể. Bài 12, cơ chế xác định giới tính. Trả lời được câu hỏi, những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. Tại sao trong cấu trúc dân số, tỷ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1? Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn? Bài 15. ADN. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. Cấu trúc không gian của phân tử ADN. Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù, ý nghĩa? Bài 23, đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Trong bài này, các em hãy nắm được hiện tượng dị bội thể và cơ chế phát sinh của hiện tượng dị bội thể. Ngoài ra còn có thể đa bội. Trả lời được câu hỏi, có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng các đặc điểm của thể đa bội trong chọn giống cây trồng như thế nào? Bài 25, thường biến, sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường. Hai la mã, mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình và mức phản ứng là gì? Phân biệt được thường biến và đột biến. Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào? Về phần bài tập, các em làm được các bài tập về viết mạch ADN và mạch ARN, viết được kiểu gen và kiểu hình của bài tập chương 1. Và trong bài thi cuối kỳ này, các em sẽ có những câu hỏi đọc hiểu, vận dụng những kiến thức đã học để trả lời được những câu hỏi này.